Các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với các em đến với tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đề bài của chúng ta đó là cảm nhận của anh chị về đoạn trích trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng từ lâu, mặt trời đắp chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài là đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi lờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm khi bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế, bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, người thì buồn rồn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơi rùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Treo ôi là buồn, vải hôm nay bán mấy, kém 3 xu gì ạ? Thế thì còn ăn thua gì, thật thế đây, nhưng chẳng lẽ rằng lại chứ? Chí Phèo đoán, một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn nôn nao buồn, hắn nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cũng muốn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua răm 3 xào ruộng làm. Tỉnh dậy, hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Buồn thay cho đời, có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao đó không phải là cái tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chết độc, đầy đọa, cực nhọc, mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét. Nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn đói rét và ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Trích Chí Phèo, Nam Cao, ngữ văn 11, chương trình giáo dục năm 2006. Thế thì với cái đề bài này á, phần mở bài nguyên tắc bất di dịch là chúng ta giới thiệu khái quát về Nam Cao, về tác phẩm Chí Phèo và về đoạn trích mà đề bài yêu cầu nhớ trích lược. Ví dụ như thế này: Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 20. Tác phẩm Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tác phẩm Chí Phèo là tác phẩm thành công nhất của Nam Cao khi viết về người nông dân bị tha hóa cả nhân hình lẫn nhân tính trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đoạn văn được trích trong đề bài là đoạn văn hay, tiêu biểu, đặc sắc, miêu tả thành công tâm trạng, diễn biến tâm trạng của Chí Phèo sau đêm ăn nằm với thị nở. Sau đó chúng ta trích lược cái đoạn văn ấy mà đề bài yêu cầu. Khi Chí Phèo, 3 chấm, và ốm đau. Phần thân bài, làm gì thì làm chúng ta cũng phải làm được những ý cơ bản sau đây. Đầu tiên, ta khái quát về hoàn cảnh của Chí Phèo trước khi gặp thị nở. Xuất thân của Chí là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được người làng nhặt về, truyền tay nhau nuôi lớn. Rồi lớn lên, Chí Phèo làm canh điền cho Bá Kiến. Vì Bá Kiến ghen
đẩy vào tù oan. Đúng ra là làm canh điền cho Lý Kiến. Sau này thì Lý Kiến mới trở thành Bá Kiến. Lý Kiến ghen đẩy Chí về vào tù oan, ra tù về làm Chí bị Bá Kiến biến thành kẻ chuyên đâm thuê, chém mướn, rạch mặt ăn vạ, triền miên say, trời và bị cả làng coi là con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Ý lớn thứ hai chúng ta cần phải làm rõ ở đề bài này, đó là cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và Thị Nở. Chí Phèo vào nhà Tự Lãm uống rượu, khi đã hả hê, Chí Phèo lảo đảo ra về. Hắn gặp Thị Nở, một người đàn bà ngẩn ngơ, xấu ma chê quỷ hờn, nhà lại có mả hồi ngủ quên ở bờ sông gần nhà. Trong cơn say, Chí Phèo đã nằm với Thị Nở và ngủ say dưới trăng. Nửa đêm, Chí bị thổ, tức là bị nôn mửa, bị trúng gió. Thị Nở đã dìu Chí về lều, rồi ra về. Ấy là cuộc gặp gỡ định mệnh. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã đem đến những chuyển biến tâm lý rõ nét trong Chí Phèo ở cái đoạn văn mà đề bài yêu cầu. Ký lớn tiếp theo chúng ta cần phải làm rõ ở đề bài này, đó là diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở. Sau cuộc gặp gỡ với Thị Nở, lần đầu tiên Chí Phèo thực sự tỉnh. Bâng khuâng như tỉnh dậy, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Bâng khuâng là buồn, một cách mơ hồ, không rõ nguyên nhân. Tỉnh dậy sau một cơn say rất dài, vừa là tỉnh sau nhiều năm tháng say rượu, dùng rượu giải sầu, vừa là tỉnh dậy sau những tháng năm lầm đường, lạc lối. Tỉnh để cảm thấy miệng đắng và lòng mơ hồ buồn. Tỉnh để cảm thấy sợ rượu như những người ốm vẫn thường sợ cơm. Dấu hiệu của việc Chí Phèo gặp một cơn bệnh rất nặng, đồng thời đây cũng là dấu hiệu của sự thức tỉnh rõ ràng nhất ở Chí Phèo. Hắn cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, âm thanh của tiếng chim hót, tiếng người cười nói, tiếng trao đổi về việc buôn bán, vân vân. Những âm thanh cuộc sống hàng ngày làm cho Chí nao nao buồn, vì nó nhắc nhớ cho Chí về ước mơ xa xôi khi còn là một anh Chí lương thiện. Đấy là tiền đề cho sự trỗi dậy khát vọng lương thiện của Chí về sau này. Đấy là cảm giác của niềm yêu đời, khát khao sống đã tỉnh lại trong Chí. Hắn đủ tỉnh để nhận thức hoàn cảnh của mình, để thấy mình cô độc. Đấy là cảm giác lo lắng, sợ hãi, những cảm giác rất khác với một thằng Chí Phèo liều lĩnh, bất cần đời trước đó. Ý nghĩa, những cảm xúc lần đầu tiên Chí Phèo tỉnh sau những ngày tháng say tràn từ cơn này sang cơn khác, cho thấy những cảm giác ước mơ được sống trở lại như một con người bình thường của Chí đã tràn về. Nó giúp cho Chí cảm nhận thấm thía hơn tình yêu thương của Thị Nở. Thế thì, qua cái đoạn văn, ta cũng cần nói rõ thái độ thông điệp của tác giả. Thứ nhất, đó là tác giả muốn kết án xã hội tàn bạo đã tàn phá thể xác tâm hồn người nông dân lương thiện. Thứ hai, tác giả muốn khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay cả khi họ bị vùi dập, mất cả nhân hình, nhân tính. Sau đó, ở phần kết bài thì chúng ta nhớ khái quát đôi điều về nội dung, về nghệ thuật của đoạn trích và có một vài dòng liên hệ mở rộng. Ví dụ như thế này, đặc sắc nghệ thuật trần thuật, tài năng bậc thầy về miêu tả tâm lý nhân vật là nghệ thuật cơ bản ở trong đoạn trích này. Giá trị nội dung của đoạn trích, đó là đoạn trích đã góp phần thể hiện giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Qua đoạn văn, chúng ta xúc động vì lòng nhân hậu của Nam Cao. Ông thương người đến mức độ luôn luôn tìm thấy những góc khuất đẹp đẽ nhất, lương thiện nhất trong cả những kẻ độc ác nhất như Chí Phèo. Thanh Tùng diễn đọc, chúc các em thi đâu đậu đó. Vui lòng bấm thích, bấm chia sẻ và bấm đăng ký kênh
để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Xin chào, mến chào.